Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em quay một cái mảnh vườn nha cô chú anh chị. Cái mảnh vườn này thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông nha. Tổng diện tích của cái mảnh vườn này là 4 hectare nha cô chú anh chị. 4 hectare đất đỏ ba gian, đường ô tô vào tới rẫy có là 100 mét mặt đường cấp phối này nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái lô rẫy này nó có 3 mặt tiền đường nha cô chú anh chị. Trên đó được chủ là trồng là 300 cây sầu riêng với lại là cà phê nhá cô chú anh chị. Sầu riêng thì vừa rồi chủ nhà họ mới trồng có một được một năm nhá cô chú anh chị. Còn cái loại cà phê này á, thì là chủ được trồng là gần 2 năm rồi nhá, nhưng mà do chủ nhà là họ không chăm sóc nhiều cô chú anh chị cho nên cà thì cũng được đẹp. Đất thì đất đỏ ba gian nha cô chú anh chị. Từ cái mảnh đất này mà ra khu dân cư ra quốc lộ 28 nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 2 cây số nha cô chú anh chị. Còn về hướng Gia Nghĩa là 55 cây nha, về hướng Buôn Ma Thuột là 75 cây, còn về hướng Sài Gòn là 260 cây số nha cô chú anh chị. Còn về hướng Lâm Đồng là 70 cây số nha. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị. Cái mảnh vườn này thích hợp cho cô chú anh chị về mình đầu tư cây ăn trái rồi thì các loại cây trồng khác nha cô chú anh chị. Trên đất thì được chủ lắp là hệ thống vòi tưới đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Trên vườn thì được chủ múc một cái hồ khô nha, nhưng mà do là chủ không không sử dụng nha cô chú anh chị, bởi vì là chủ nhà họ có ao hồ đầy đủ cho nên họ tưới trực tiếp, họ cũng sử dụng hồ khô này nha. Cái chất đất cực kỳ đẹp và cô chú anh chị ạ, chất đất này chất đất đỏ ba gian được hơn 100 mét mặt tiền đường cấp phối nha cô chú anh chị. Bên dưới của cái lô đất này được chủ là một bạt tà lý và đã là trồng hết sầu riêng, trong 400 cây sầu riêng nhỏ rồi nha cô chú anh chị. Sầu riêng được chủ trồng được một năm rồi nhá anh chị. Đầu tư vào cái miếng này anh chị chỉ việc là về là mình tưới tẩm chăm sóc cây này nha cô chú anh chị. Trên đất thì được chủ trồng cùng một số là cà phê, còn lại là sầu riêng nha cô chú anh chị. Đất thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông nha. Do là chủ nhà là tuổi già sức yếu của cô chú anh chị cho nên là không còn làm được, cho nên là kêu bán cái mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Bản mảnh vườn này là mới một mức giá cực kỳ rẻ nha. Cái đất này thì chưa có sổ sách gì nha cô chú anh chị. Cái này là chủ nhà họ bán là họ báo tranh chấp thôi nha. Còn ngoài ra thì chưa có một cái sổ sách gì nha. Do là chủ trương của nhà nước là hiện tại bây giờ là chưa có chủ trương để làm sổ cho dân nha cô chú anh chị. Cho nên là cái khu vực này thì trước sau gì cái nhà nước cũng sẽ là có chủ trương làm sổ cho dân thôi, bởi vì là cái khu vực này là toàn bộ cái khu vực gần một gần hơn nửa cái xã này là cái khu vực này là chưa có một ai có sổ nha cô chú anh chị. Cho nên là dân cư họ đến đây là lập nghiệp cực kỳ đông rồi nhá, dân cư họ canh tác rất là nhiều rồi, cho nên là cô chú cứ yên tâm vào đây mình đầu tư nhá. Được chủ là lắp ống tưới vòi tưới đầy đủ hết, nên mình chỉ việc là nổ máy là mình sử dụng nước này nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái khu vực này là khu vực này chứ ai có điện nha cô chú anh chị. Nó cách khu dân cư cách quốc lộ 28 nó rơi vào tầm khoảng cỡ gần 2 cây số, cho nên là từ hai gần 2 cây số mình kéo điện vào đấy thì cũng hơi xa, cho nên là chủ nhà chứ ai kéo điện cái khu này chứ ai kéo điện vào nha cô chú anh chị. Cho nên mình sử dụng máy tưới và năng lượng nhé. Đấy, đất cực kỳ đẹp luôn, đất đất đỏ ba gian. Đấy, để làm quái bên dưới này là có một mặt tiền đường này nha cô chú anh chị. Cái rầy của mình là ốm rất nhiều cái mặt tiền đường cấp phối nha. Anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị. Đấy, bên dưới này được chủ là trồng cà phê rồi là đi qua đường nha. Để làm cái bên dưới là có múc bạt tà ly. Lát này em sẽ quay một vài cây sầu riêng cái khu vực chủ nhà họ trồng sầu riêng nha. Đây cái chỗ mà múc bạt tà lý của chủ anh chị. Đấy, chỗ múc bạt tà lý là chủ nhà là trồng sầu riêng ở dưới đây nhá. Bức cấp dưới này này. Đấy, được chủ trồng sầu riêng được gần một năm rồi nhá.
Đất đất đỏ ba gian nha cô chú anh chị, nếu mà những cây ca hoặc là những cái cây trong trên đất này, nếu mà cô chú anh chị mà nếu mà mình không ưng mình sẽ cải tạo lại mình trồng cây khác cũng được nhé, còn không mình chăm sóc lại tất cả cái cây ca này và cái cây sầu riêng là chủ nhà đã trồng sẵn rồi đó nhé. Nó có hai mặt tiền đường cô chú anh chị ạ, rất thuận tiện cho cô chú anh chị đi lại để mình đầu tư làm ăn lập nghiệp nhé. Rầy này thì ô tô rồi xe lớn đô chạy vào rầy luôn nha cô chú anh chị, mình cũng quan tâm đến cái đường nhé, cái đường xã thì rất thuận tiện để cho cô chú anh chị đi lại để mình canh tác lập nghiệp làm ăn nha, trên cái mảnh đất này nha cô chú anh chị. Giá của chủ nhà hiện tại bây giờ đưa ra là 1 tỷ 3 có thương lượng nha cô chú anh chị, 1 tỷ 3 có thương lượng nha, tổng diện tích là 4 hect, giá 1 tỷ 3 có thương lượng. Anh chị quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại ở em để trên màn hình nha.